Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube Trần Vân Vlog Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên Phạm Nhân Tu Tiên phần 2 Tác giả Vong Ngữ, Nguồn Bạch Ngọc Sách Nhóm Dịch, Phạm Nhân Tông Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé Trường 879 Thủ đoạn phi thường, người dịch, độc hành, kỷ niệm trong đầu hàng lập chuyển động giờ phút này hắn đã tin hơn phần nửa nội dung trang giấy mà thần bí nhân đã để lại không phải vì những lời nói của độc long mà còn có phản ứng của thần dương lúc trước khi thấy chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn càng thêm nữa chính là trực giác của hắn trực giác nói cho hắn biết lời trong tờ giấy là không sai lại nói tiếp từ lúc hắn bước lên con đường tu tiên cho đến bây giờ loại trực giác cảm ứng đối với nguy hiểm này đã không biết cứu hắn biết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, hắn vuốt nhẹ ngực, trên mặt nổi lên một hồi xanh mét. Nếu như thành dương thành chủ thật sự mưu đồ bí mật đối phó hắn, tình huống cũng có chút hỏng bét. Trong cơ thể hắn vẫn còn tồn tại hắc kiếp trùng. Không lấy nó ra, căn bản là đừng nghĩ tới việc đào tẩu. Đến lúc đó, đừng nói là ra tay chống cự. Chỉ sợ một ý niệm trong đầu của đối phương thôi cũng có thể làm cho chính hắn sống không bằng chết. Nhưng muốn cho hắn ngoan ngoãn bỏ tay chịu trói thì tuyệt đối là không có khả năng. Hạng lập đi tới đi lui trong phòng trong chốc lát, liền ngừng chân, lật tay lấy ra bình nhỏ màu đỏ, xem kỹ một lát, há miệng phun ra một tiểu bình xanh thẩm, đúng là trượng thiên bình. Hắn không có theo lời tờ giấy uống chất lỏng màu đỏ trong bình nhỏ mà đổ nó vào trong trường thiên bình, sau đó phòng bế miệng bình, lần nữa nuốt tiểu bình vào trong bụng. Hàng Lập mặc dù đã tin tưởng lời trên trang giấy, nhưng cũng không làm theo lời của đối phương. Trung thực uống chất lỏng màu đỏ không có rõ này. Bất quá, nếu ném chất lỏng màu đỏ này đi thì cũng vô cùng liều lĩnh. Ngẫm lại nên tạm thời chứa vào trong trưởng thiên bình là đảm bảo nhất. Làm xong những chuyện này, Hàng Lập nhắm mắt tỉnh tọa tiếp tục tính toán lên kế hoạch đối phó. Kỳ thật, những năm qua, hắn cũng không phải là không suy nghĩ cách đào tẩu, cũng đã tìm hiểu không ít tình huống. Toàn bộ huyền đấu trường được xây dựng trong thanh dương thành đã bị phong kín hoàn toàn. Ngoài trừ tinh trì và mấy khu vực đặc thù ra, đi ra ngoài giới cũng chỉ có cánh cổng vào huyền đấu trường mà thôi. Tinh trì và mấy khu vực đặc biệt tuy cũng có đường đi ra ngoài giới tuy nhiên lại có cấm chế. Đồng thời có cao nhân tòa trấn trong coi, để ngừa người từ đây đào thoát. Những địa phương này, mấy năm qua hắn trong tối ngoài sáng, đã ngầm dò xét qua từng cái, trong lòng đã sớm định ra, vạn nhất một ngày chạy trốn khỏi nơi đây nên phải làm ra sao. Bất quá, khó khăn nhất không phải là lộ tuyến đào thoát, mà là phương pháp đối phó với hắc kiếp trùng hắn đã tìm hiểu nhiều thông tin về con trùng này. Đáng tiếc, vật ấy chính là ác chủ bài mà thanh dương thành chủ, không chế nô lệ huyền đấu sĩ. Cực kỳ che giấu manh mối việc này. Trong tình huống không sử dụng thủ đoạn, tiến triển thập phần có hạn. Vì vậy đến nay vẫn không có thu hoạch nào khác. Chỉ là tình huống bây giờ gấp gáp, không cho phép hắn chần chừ. Hàng lập bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, đứng dậy rời khỏi phòng. Rồi đi ra bên ngoài Lệ đào Hữu, Lệ huynh Đám huyện đấu sĩ khu thứ 9 Nhìn thấy hắn trước sau như một Làm ra động tác mời chào Dù sao lúc này đã không giống như xưa Hôm nay tuy bề ngoài Tu vi hàng lập cũng không có biên hoa quá lớn Nhưng hắn biểu hiện thật lực Ở huyện đấu trường rõ như ba ngày Lại thêm quan hệ thân mật Với độc lòng lão đại ở khu vực này Tự nhiên cũng đã trở thành đối tượng để cho không ít người nịnh bờ. Hàng Lập gật đầu một cái đáp, rất nhanh rời khỏi khu thứ 9, đi tới đại sảnh trao đổi. Hắn đi vòng vo một vòng trong sảnh, sau đó nhìn như tùy ý đi tới thông đạo khu thứ tư. Tại đây hắn nâng ná chốc lát, sau đó lại đi tới khu thứ 8, rồi đi qua khu thứ nhất. Đi tới đi lui vài vòng, hắn lần được trở lại đại sảnh trao đổi trong mắt hiện ra một tiền dây sắc. Hắn vừa mới đi qua, bốn phí, một mực không để lại dấu vết để dò xét đồng tỉnh chung quanh. Nếu như thành dương thành chủ sắp ra tay, có lẽ sẽ phái người theo dõi hành động của hắn. Thế nhưng, vừa rồi hắn đi một vòng bốn phí, cũng không phát hiện ra có người theo dõi. Trong lòng hắn thở nhẹ ra, đồng thời cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Tình huống trước mắt, tuy rằng vượt qua dự liệu của hắn, bất quá hắn đã quyết định đương nhiên không cơ ý bỏ cuộc giữa chừng hàng lập thở nhẹ ra một hơi bước vào một chỗ thông đào rất nhanh đi tới một chỗ khu thứ chín đến trước một căn phòng gõ cửa sau một lát két một tiếng cửa phòng từ từ mở ra lộ ra một thân hạnh thanh niên áo xám đúng là người lúc trước mang hàng lập tiến vào huyện đấu trường tên là chúc tiết sơn chúc đạo hữu đã lâu không gặp. Hàng Lập cười lên tiếng chào hỏi. Lệ Phi Vũ, người tới đây làm gì? Chúc Tiết Sơn nhìn thấy Hàng Lập, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhướng mày hỏi. Chúc Đạo Hữu, không cần đề phòng như vậy. Chúng ta coi như quen biết từ lâu. Lúc trước còn được các hạ dẫn ta vào huyền đấu trường. Lệ một nhớ lại tình cảnh Chúc Đạo Hữu dẫn ta tiến vào nơi này. Hôm nay cô ý tới đây ôn lại chuyện cùng ngươi đồng thời cũng có chút việc nhỏ, muốn nhờ chút đào hữu hỗ trợ cho. Hàng Lập vừa cười vừa nói, dầu kín một túi tiền nhét vào trong tay của chút tiết sơn. Đôi lồng mày của chút tiết sơn nhảy lên, giả vờ lấy ra mấy khối tròn vo trong bao tải, đúng là mấy viên thú hoạch huyền cấp. Lệ đào hữu khách khí rồi, vào đi. Sắc mặt của hắn hơi trì hoãn, tránh ra con đường, mời Hàng Lập vào chỗ ở của Trúc Tiết Sơn không khác với chỗ ở của Hàng Lập. Bất quá, diện tích lớn hơn không ít. Trong phòng ngoài trừ chỗ ngồi trang trí, còn nhiều thêm không ít những vật khác. Hết thảy đều bố trí trật tự, ngay ngắn, rõ ràng. Ánh mắt Hàng Lập quét qua chung quanh. Thời điểm quay đầu không biết Trúc Tiết Sơn lấy từ đâu ra một bộ bình trà. Rót một chén trà xanh rồi mời. Hương trà tỏa ra tứ phía thấm vào ruột gan, nơi huyền đấu trường này vốn bần cùng, không có trà ngon. Kính xin lệ đạo hữu chớ chê trách. Trúc Tiết Sơn cười nói. Trúc đạo hữu, trà này thơm như vậy, trà ngon cũng không thể nào hơn. Chúng ta đây ngày thường đều phải uống nước lạ a. À. Hàng lập nâng chung trà lên thổi thổi, uống qua một hớp rồi cười nói. Lệ đạo hữu, nếu như ưa thích, đợi lát nữa quay về mang theo một ít là được. Đúng rồi, không biết lệ đạo hữu người tới đây là cần làm chuyện gì? Chú Tiết Sơn khoát tay áo sau đó mỉm cười. Vừa rồi lúc ta ra ngoài trở về phòng, đột nhiên phát hiện có người lẹn vào trong phòng ta. Hơn nữa, lại phòng thư này. Nội dung bên trong làm cha ta có chút kinh hãi. Vì vậy tới đây thương nghị với chút đạo hữu một lát. Hàng lập sắc mặt ngưng trọng, lấy ra phòng thư đưa tới. Chút tiết Sơn nghe thì ánh mắt lóe lên, tiếp nhận phòng thư xem qua, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong nháy mắt, tâm thần hắn chấn động, tay phải hàng lập liền điểm gấp ra. Hai ngón tay chớp động bạch quang, giống như một thanh trụy thủ sáng như tuyết. Nhanh như tia chớp, đâm về đan điền bụng dưới của chút tiết sơn. Cùng lúc này, chỗ bị tâm hắn lóe ra tinh quang. Một sợi xiên xích ông anh bắn ra, nhanh như điện, đâm về phía đầu của chút tiết sơn. Lèn keng leng keng hai tiếng dọn vang một thanh cốt kiếm trắng như tuyết trống rỗng xuất hiện trước bụng của chúc tiết sơn cản được ngón tay của hàng lập mà trên trán của chúc tiết sơn hiện ra từng đường vân ông ánh mơ hồ hình thành một trường phụ lục tình quang cha mắt từ phía trên tán phát ra hình thành một mặt quan thuận ông ánh chặn thận niệm chi liên của hàng lập lại hàng lập nhìn thiết cảnh này thì sắc mặt lập tức trầm xuống sớm biết người như vậy là có vấn đề Chút trò hề đó cũng dám khoe khoang trước mặt ta ư. Chút Tiết Sơn cầm cốt kiếm trong tay, cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, nằm ngón tay của hắn cầm kiếm, động liên tục. Cốt kiếm màu trắng trong tay, đột nhiên nở rộ bạch quang. Tiếng gió sắc nhọn suy suy, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu trắng, lớn hơn một trượng. Hùng hằng chém về phía hàng lập. Là kiếm khí. Đồng tử hàng lập co rút, bên trong tích lân không cảnh, căn bản không thể nào sử dụng ma khí hoặc là tiên linh lực. Tại sao lại có kiếm khí xuất hiện chứ? Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Thân ảnh lóe lên tiêu thất trong hư không, làm cho kiếm khí màu trắng chém vào hư không. Chút tiết sơn sững sờ, sau một khắc, sắc mặt đại biến nhanh chóng quay người. Cốt kiếm trong tay đại thịnh bạch quang bổ về sau lưng phá vỡ không khí phát ra tiếng sắc nhọn như kim thạch va chạm nhưng không chờ cốt kiếm màu trắng đánh xuống một bàn tay đã xuất hiện trước người gã hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đến ngực của chút tiết sơn phanh một tiếng vàng thật to ngực của chút tiết sơn nóng lên sau đó toàn bộ cơ thể bị một cổ mang lực sắc bén đánh trúng thân thể như là rơm rạ trong cuồng phong bắn ngược ra hùng hằng đâm vào trên vách tường phụ cận bộ ngực của hắn bị phá vỡ ra một vết thương khổng lồ máu tươi chen chút bắn ra trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi cốt kiếm trong tay cũng rời tay bay ra trên mặt của chút tiết sơn tràn đầy vẻ khiếp sợ nhưng không đợi cho hắn nói hết lời không trung dự định đầu đã hoa lên một bóng người thân ảnh hàng lập quỷ mị xuất hiện một quyền anh kích xuống bình thường trong tay chút tiết sơn đã mất Bình khí trong tay của chút Tiết Sơn đã mất, miệng cưỡng nâng lên hai cánh tay để ngăn. Nhưng giờ phút này hắn đã bị trọng thương, động tác trì trệ, hai cánh tay cũng chưa kịp nâng lên. Trên trán đã trùng trùng điệp điệp ăn một kích. ầm một tiếng trầm đục. Thân thể của Trúc Tiết Sơn dường như thiên thạch rơi đập mạnh xuống đất. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đồng tử hai mắt rung rung, ánh mắt mơ hồ. Hiện nhiên đã bị một quyền này làm thần hồn trong đầu mơ hồ. Hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, toàn bộ cơ thể rơi vào loại trạng thái nửa hồn mê. Bất quá phụ lục trên trán gã, còn các quan thuận ông ánh lại không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ sáng ngời như lúc ban đầu. Hàng Lập đang ở không trung, nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt chớp lên, sau đó mì tầm lóe ra tinh quang. Một đạo kiếm tiểu kiếm hơi mờ bắn ra, lập tức biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một chùi thần niệm chi kiếm lớn vài thước. Trên thần niệm chi kiếm khắc rõ đào đào phù văn dị kỳ, tạng ra trần trần chấn động thần niệm cường đại, hùng hăng chạm lên quan thuận ông ánh trên trán của chút tiết sơn. Răng rắc một tiếng vàng nhỏ, quan thuận ông ánh trước thần niệm chi kiếm lại yêu ớt như dây dáng, đơn giản bị một trạm phá vỡ, phụ lục trên trán cũng đứt từng khúc, vỡ vụn biến mất chém vỡ quan thuận ông ánh thần niệm chi kiếm chợt ngưng tay hắn bấm niệm pháp quyết một chút thần niệm chất động hào quang sau đó bỗng nhiên phân giải toàn bộ hóa thành sợi xiềng xích ông ánh chui vào trong đầu của chút tiết sơn thần niệm chi liên liền quấn quanh thần hồn trong đầu của chút tiết sơn bà phụ nó tần tần vào bên trong Thân thể của chút tiết sơn co rút một chút, lập tức triệt để bất động. Làm xong hết thảy, thân hình hàng lập nhoắn một cái xuất hiện sau cửa, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Tài liệu sử dụng chung quanh chỗ ở của chút tiết sơn giống như chỗ ở của hắn. Thần thức không cách nào xuyên qua, hiệu quả cách âm rất là tốt. Vậy vậy, hắn mới ngàn nhiên động thủ như vậy. Ngoài cửa vẫn là một mảnh niên tĩnh, hiện nhiên không có người chú ý tới nơi này vừa mới đánh nhau. Trong lòng hàng lập khẽ buông lỏng, khép cửa phòng, quay người đi trở về bên cạnh Trúc Tiết Sơn, bấm niệm pháp quyết điểm lên mì tầm của hắn. Tình quang lóe lên rồi biến mất. Thân thể của Trúc Tiết Sơn khẽ động, chậm rãi mở to mắt, ánh mắt khôi phục vẻ thanh minh. Lệ Phi Vũ, người thật to gan, lại dám đánh lén ta, chẳng lẽ không sợ hắc kiếp trùng về tầm mà chết sao? Vừa khôi phục thần trí, Trúc Tiết Sơn lập tức giận dữ, nhìn hàng lập bà hét lên. chương 880, Hắc Kiếp Thạch, Người Dịch, Tiểu Minh. Hạng Lập thấy như vậy, cũng không nhiều lời, tay phải nhấc lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh mạnh vào bụng của chút tiết sơn. Sắc mặt của chút tiết sơn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trán của hắn không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh, thân thể còng xuống như một con tôn. Một quyền này là trả lại cho người, lúc trước đã đánh tạc vẻ mặt hàng lập không đổi, nói ra. Chúc Tiết Sơn liên tục ho khang, nói không nên lời. Ta không nói nhảm với ngươi. Nội dung trên tờ giấy kia có đúng là sự thật hay không? Thành thật trả lời ta. Nếu không, đừng trách ta lấy bình khí của ngươi, chém đứt tử chị người. Hàng lập cầm thanh cốt kiếm màu trắng rơi gần đó lên rồi lạnh lùng nói. Người dám sao? Tên nô lệ này, nếu người dám đụng tới ta cho dù chỉ một chút à, thì người hãy xác định bị hắc kiếp trùng gầm nhâm huyết nhục cả người đi đến đó người sẽ gào thét trong đau đớn cho tới chết mà thôi chút tiết sơn cô nén cơn ho khan giận dữ la vẻ mặt của hàng lập lộ ra nụ cười lạnh lẽo cánh tay vùng lên chợt lóe ra một đào bóng trắng chút tiết sơn cảm thấy cổ tay trái chợt nhẹ đi rồi từ đó truyền đến một cổ đau đớn dữ dội thình lình cả bàn tay trái của hắn liền bị chặt đứt móng tươi phun ra như suối trào ra bên ngoài đầu tiên chút tiết sơn khẽ ngây người đang muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết thì chợt một đào bông trắng lại hiện ra trong miệng của hắn lần nữa tuôn trào móng tươi kèm theo đó là một đoạn đầu lưỡi hòa với máu rơi xuống mặt đất còn miệng của hắn thì phát ra âm thanh ô ô thời gian của ta có hạn lòng kiên nhẫn cũng có hạn tiếp theo sẽ là tay phải của người. Nói cho ta biết, nội dung trên tờ giấy kia có phải là sự thật hay không? Âm thanh của hàng lập lạnh lẽo, phản phất như tấm bằng ngàn năm. Chúc Tiết Sơn thân thể khẽ rung, ngơ ngác nhìn hàng lập. Đã như vậy thì đừng trách ta. Hàng lập nhìn thành cốt kiếm rồi nhìn về tay phải của Chúc Tiết Sơn. Khoan, ta, để ta nói cho người biết. Là thật quả thật thành dường thành chủ đang thèm thuồng lực lượng chân linh huyết mạch trên người ngươi nghệ lão nói có thể dùng lực lượng chân linh huyết mạch để trùng kích huyền khiếu gì đó tình huống cụ thể ra sao ta cũng không có rõ lắm ta tuyệt đối không có lừa ngươi dường như chút tiếc sơn bị thủ đoạn lạnh khốc của hàng lập dọa cho sợ vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ gã nói rất nhanh hàng lập nghe hai mắt khẽ hiếp nội dung trên tờ giấy quả nhiên là thật. May là mình đã quyết định nhanh chóng sớm động thủ. Nếu thật sự đợi đối phương động thủ trước, chỉ sợ là bản thân hắn rơi vào tình trạng gương vỡ khó lành. Hàng lập nhìn về chút tiếc sơn, hàng mang trong mắt chấp động. Lệ đạo hữu, ta chỉ là tiểu nhân vật trong huyền đấu trường này. Cũng chỉ nghe mệnh lệnh ở trên mà làm việc. Lúc trước, ta đã không phải với ngươi. Xin ngươi hãy giờ cao đánh khẽ, Thà cho ta một mạng này. Thân thể của chút tiết sơn rung lên truyền âm khẩn cầu. Người yên tâm đi. Chỉ cần người nói cho ta biết những chuyện mà ta cần, ta sẽ không giết người. Sắc mặt hàng lập hòa hoãn một chút, nói ra. Đà, đà tạ lệ đạo hữu. Chúc Tiết Sơn vội vàng cảm ơn nói. Nếu thành dương thành chủ, đã muốn chân linh huyết mạch của ta đây. Vì sao lúc trước bắt được ta không có động thủ, mà lại phải kéo dài cho tới nay. Hàng Lập lại tiếp tục hỏi. Tại Hạ không biết chuyện này, chỉ được nghe phía trên giao phó. Đem Huỳnh nhốt vào huyện đấu trường mà thôi, những việc khác cũng không phải là ta có thể quản được. Trước Tiết Sơn truyền âm trả lời. Thành Dương thành chủ, tôi cùng định đến lúc nào thì đồng thủ với ta. Hàng Lập nhíu mày hỏi tiếp. Việc này ta cũng không có nghe nói ta chỉ vừa mới nhận được mệnh lệnh từ phía trên. Nói là trong khoảng thời gian này, hãy chú ý động tĩnh của ngươi. Trừ cái đó ra, không còn mệnh lệnh nào khác. Thân thể của chút Tiết Sơn co rút, dừng một chút, lúc này mới truyền âm nói. Chị sợ nếu như ta có hành động khả nghi gì, lập tức bắt giữ, đúng chứ. Cho nên, vừa rồi ngươi cho ta uống trà. Chắc hẳn trong nước trà có vấn đề. Ngươi không cần kéo dài thời gian, căn bản là trà kia ta không có uống vào trong bụng. Nó sẽ không phát huy tác dụng được đâu. Hàng Lập cười lạnh một tiếng rồi phun ngụm nhỏ nước trà từ trong miệng ra. Chúc Tiết Sơn thấy như vậy thì hơi ngây người. Rồi sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Gã liền e sợ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Hàng Lập. Tốt, còn một vấn đề cuối. Chỉ cần người làm ta hài lòng, ta sẽ tha mạng cho người sắc mặt hàng lập không đổi, nhàn nhạt mở miệng nói. Vấn đề gì? Chúc Tiết Sơn nghe thì mừng rỡ, ngước mắt lên nhìn. Hắc kiếp trùng trong người ta, làm thế nào mới có thể lấy ra, mà không để cho người ta phát hiện được? Hàng lập nhìn chầm chầm vào hai mắt của Chúc Tiết Sơn, hỏi từng chữ từng câu. Hắc kiếp trùng là kỳ trùng do thành chủ đại nhân luyện chế ra. Thứ đó liên quan đến cờ mật tối cao của Thanh Dương Thành chỉ có mỗi lão mới có thể cởi bỏ nó được. Trừ điều đó ra, không còn phương pháp nào khác. Ta nghe nói, những ai cứ ý đồ tự mình cởi bỏ, kết cục đều vô cùng thê thảm. Trúc Tiết Sơn nghe vậy thì biến sắc, lập tức truyền âm nói. Hàng Lập nghe xong lời này, tuy là hắn đã sớm đang trước, nhưng vẻ mặt vẫn trầm xuống. Đạo hữu à, tất cả chuyện này đều là sự thật. Ta có thể lấy tầm ma ra để mà thề, lại nói việc trọng yếu quan hệ đến hắc kiếp trùng như thế này làm sao thành chủ đại nhân có thể nói cho một tiểu nhân vật như ta chúc tiết sơn nhìn vẻ mặt thay đổi của hàng lập thì khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch vội vàng giải thích ánh mắt hàng lập chớp lên lúc này thần niệm chi liên giam cầm thần hồn của chúc tiết sơn đã đạt đến trình độ có thể cảm ứng được tâm trạng thần hồn bên trong người cô gã giờ phút này dao động thần hồn của chúc tiết sơn tương đối ổn định trái lại dường như hắn không có nói dối hẳn. Đang tiếc, hiện giờ hắn không cách nào vận dụng được tiên linh lực. Nếu không, hắn đã trực tiếp sưu hồn rồi, cần gì phải bất cung cho phiền phức. Ngươi là người ca ngục huyền đấu trường, không thể nào không biết gì về chuyện hắc kiếp trùng. Lúc trước ta nhớ, người đã nói qua, có một tên tù phạm chạy trốn, liền bị hắc kiếp trùng phát tác, vì sao lại như vậy? Hàng Lập ngẫm nghĩ một chút, rồi nhớ mày hỏi chúc tiết sơn nghe cả người rung lên dường như vẻ mặt hắn lộ ra nét chần chừ không có lập tức trả lời hàng quang trong mắt hàng lập chớp lên chợt cánh tay hắn vùng từ đó hiện ra một đào mong trắng xẹt qua tay phải của chúc tiết sơn cả tay phải của chúc tiết sơn lập tức bị chém ra một vết thương thật sâu gần phân nửa cổ tay bị cắt đứt trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết cả người đều rụng rẩy không ngừng. Ta đã nói, kiên nhẫn của ta có hạn, nếu người cứ im lặng, thì ngươi làm người không có chân tay là được. Ta có thủ đoạn làm cho ngươi không cách nào mọc ra được chi mới. Hàng Lập nói xong, rồi lại giơ cốt kiếm lên. Ta nói, đừng chém đứt tay phải của ta. Vậy chần chừ trong lòng chút tiếc sơn bị một kiếm này đánh bay, vội vàng lên tiếng. Nói mau đi, Hàng Lập đặt thành cốt kiếm lên cổ tay phải của chút Tiết Sơn. Lưỡi kiếm sắc bén làm làn da của hắn rung lên không ngừng. Dường như chỉ cần chút Tiết Sơn chần chừ một lát thì nó sẽ bị chém đứt. Bên trong phụ thành chủ có một khối hắc kiếp thạch. Khối đá này tỏa ra một cổ dao động hồn lực đặc thù. Bà phủ toàn bộ thanh dương thành. Chỉ cần hắc kiếp trùng ở trong phạm vi dao động hồn lực này sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi rời khỏi phạm vi hắc kiếp thành hắc kiếp trùng sẽ thức tỉnh đến lúc đó sẽ phát tác cho nên căn bản là thành chủ đại nhân không cần lo lắng các người sẽ bỏ trốn trong lòng của chút tiết sơn nào dám có tâm tư nào khác vội vàng nói ra hắc kiếp thành vậy có phải chỉ cần ta lấy khôi đa đó mang trên người hắc kiếp trùng sẽ không bao giờ phát tác đúng chứ hai mắt hàng lập sáng lên hỏi à chuyện này chuyện này trên lý thuyết thì có thể thực hiện. Tuy nhiên ta cũng không biết có được hay không. Dù sao thủ đoạn của thành chủ đại nhân thông thiên, có hậu chiêu nào khác hay không còn khó nói. Ánh mắt của chút Tiết Sơn nhìn xuống, nói ra. Hàng lập nhíu mày, không nói gì, lâm vào trầm tư. Thế nhưng hắn rất nhanh ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Chuyện liên quan tới hắc kiếp trùng, người còn biết gì hay không, nói hết cho ta nghe. Chỉ có vậy mà thôi, còn những chuyện khác, quả thật là ta không biết. Trong mắt của chút Tiết Sơn đỏ hoe, mơ hồ lộ ra vài phần oan ức, truyền âm nói. Thôi được, đợi lát nữa ta bắt một kẻ coi ngục khác, tra hỏi thử. Nếu như mà chuyện các người nói giống nhau, ta sẽ tha cho người một mạng. Nếu mà người dám cả ngàn lừa gạt che giấu, thì đừng trách ta róc xương lọc da người, ném cho bọn lân thú trong huyền đấu trường ăn. Hàng Lập nghiêm nghị nói ra. Chúc Tiết Sơn nghe thì ngây người, nhưng hắn không còn lộ ra vẻ sợ hãi, mà trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Hàng Lập thấy như vậy thì nhíu mày, xem ra Chúc Tiết Sơn quả thật là không nói dối. Chợt cánh tay hắn vùng, cốt kiếm đập mạnh vào ót của Chúc Tiết Sơn. Phóc một tiếng, cả người của Chúc Tiết Sơn bổ nhào trên mặt đất, lâm vào hồn mê. Trong miệng Hàng Lập nói lẩm bẩm, bấm điểm pháp quyết chỉ vào mì tầm của hắn. Ngay giữa mì tâm của chút Tiết Sơn lấp lóe hào quang ông ánh, lập tức hiện ra một phong ấn thuật, nhìn như lòng giam, lóe lên rồi biến mất. Làm xong hết thảy chuyện này, Hàng Lập mới thu tay, sắc mặt hơi thả lỏng. Thần hồn phong ấn này, có thể phong ấn làm chút Tiết Sơn rơi vào trạng thái hồn mê ba ngày ba đêm, để cho hắn không bỏ trốn được. Không phải là Hàng Lập nương tay, mà lo lắng không biết vị thành chủ thành dương thành kia có làm ra thủ đoạn gì khác trên người gã hay là không nếu mà giết người này ngược lại rất lấy sự chú ý của đối phương đến lúc đó hắn được một mà mất mười hàn lập lập tức nhét cả người chút tiết sơn xuống dưới giường sau đó lau dọn vết máu bên trong căn phòng rồi mở cửa phòng vẻ mặt bình tĩnh bước ra bên ngoài ngay sau khi hàn lập rời khỏi khu vực này hắn rất nhanh đã tới đại sảnh trao đổi. Đứng bên ngoài đại sảnh, hắn nhìn huyền đấu trường ở phía bên dưới. Đối diện huyền đấu trường, mơ hồ cũng có một nơi tự như khu đại sảnh trao đổi. Ở đó có một lối đi thật lớn thông ra bên ngoài. Đây này chính là lối vào của huyền đấu trường. Chỉ cần thông qua nơi đây, liền có thể trực tiếp đi vào trong thanh dương thành. Mà phụ thành chủ cũng ở trong thanh dương thành muốn đoạt được hắc kiếp thạch, chỉ có thể tiến vào trong thanh dương thành thì mới lấy được. Hàng lập ánh mắt chớp động, lông mày hơi nhíu. Dựa theo quy định huyền đấu sĩ bọn hắn, bọn hắn không thể nào rời khỏi huyền đấu trường này. Cử vào nơi đó có không ít thủ vệ trông coi. Mục đích chính là phòng ngừa những huyền đấu sĩ bọn hắn thoát ra ngoài. Muốn đột phá qua cũng không dễ dàng gì. Hàng lập suy nghĩ một hồi liền quay người đi về nơi ở. Lúc trước, hắn còn chưa biết gì về hắc kiếp thạch, cho nên không có chuẩn bị gì. Nhưng bây giờ hắn đã biết được chuyện hắc kiếp thạch, kế hoạch đào thoát cần phải thay đổi một chút. Rất nhanh, Hàng Lộc quay về khu thứ 9. Hắn đẩy cửa đi vào gian phòng mình. Hắn khẽ giật mình. Chỉ thấy một bóng người cao to đang đứng bên trong nhìn ngũ quan dung mạo của người này, không phải giải đạo nhân còn có thể là ai. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn mở miệng nói ra điều gì. Chợt sắc mặt của hắn thay đổi, bất ngờ thân hình nhoáng một cái, cả người nhanh chóng bắn ngược ra sau. Tuy nói thì chậm, nhưng mà xảy ra rất nhanh. Ngay khi cả người hắn vừa mới lùi lại, trên đỉnh đầu hắn, chợt có bóng người hoa lên. Ngay tại đó vô thành vô tức, hiện ra một đạo thân ảnh. Cùng lúc này, một cánh tay nhanh như điện đánh xuống, mạnh mẽ đánh vào ngực hắn. Chương 881 Đến giờ, người dịch, độc hành, biên dịch, xê lốc. Cánh tay kia tản mát ra từng tia sáng màu trắng. Những nơi đi qua, hư không bị vạch ra một vệt trắng tự như muốn vỡ ra vậy. Hàng lập bị đánh một chưởng trúng ngực một cổ cự lực ầm ầm cuốn tới. Thân thể bay ngược ra sau với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Hùng hăng đụng trên cửa đá sau lưng. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Cửa đá bị đụng vào vỡ ra, đá vụn vang ra tung tóe. Thân thể hàng lập hùng hăng đập mạnh xuống mặt đất, đánh ra một cây hố to. Hôm nay, lực lượng thân thể của hắn tăng nhiều. Mặc dù bị trọng kích, nhưng cũng không bị thương quá nặng chỉ là trong đầu cảm thấy choan váng, đang muốn trở mình nhảy lên. Vào thời khắc này suy suy hai tiếng duệ khiếu vàng. Hai bóng đen rơi xuống như điện, chính là hai sợi xiền xích màu đen, vô cùng nhanh chóng, quấn lấy hai tay, hai chân hắn. Hơn nữa két một tiếng khóa chặt lại. Hai sợi xiên xích màu đen vô cùng chắc chắn, thân thể hàng lập nhất thời không thể nào động đậy. Trái tim hắn trầm xuống, không đợi hắn kịp giải dụa, một bóng người chợt lấy lên xuất hiện trước người hắn. Một bàn tay long lánh nắm chặt vào cổ họng hắn. Chờ cái giải dụa, người không trốn thoát được đâu. Chủ nhân của bàn tay cười nhạt một tiếng, người này chính là thần dương. Bên cạnh cây hôi lớn, giờ phút này nhiều ra hai tên hắc bào giáp sĩ. Trong tay đều cầm một sợi xích màu đen. Sắc mặt hàng lập xanh mét nhưng cũng không giải dụa, các huyện đấu sĩ trong khu thư chính Kinh Hải. Nhưng thế đó là đám người thần dương, thì nhất thời không dám nói gì. Người làm sao biết được? Hàng Lập nhìn thần dương, chậm rãi hỏi. Cần gì phải phát hiện, lấy tính cách của ngươi sẽ không hoàn hoãn thúc thủ chịu trói. Nhất định sẽ có hành động. Buồn cười là đám người hộ bí lại không cảm giác được chút nào. Nhường một công lao lớn như vậy cho ta. Thần Dương liếc đám người phụ cận một cái rồi truyền âm nói. Hàng Lập nghe thì không nói gì. Một tên hắc bào giáp sĩ lấy ra một bộ gông xiềng đeo vào trên người của Hàng Lập. Người này vi phạm quy củ của huyền đấu trường. Bây giờ phải đem hắn đến phụ thành chủ để nhận tội. Các người không cần kinh hoảng. Chuyện này không liên quan gì đến các người. Thần Dương nói với mọi người. Mọi người nghe sắc mặt không yên tâm bao nhiêu, đều trốn mắt nhìn nhau. Mang đi! Thần Dương cũng không để ý đến đám người, xoay người đi ra bên ngoài. Lúc này giải đạo nhân cũng đi ra, lặng lặng đi theo sau lưng thần Dương, cũng không thèm nhìn Hàng Lập dù chỉ một cái. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì khẽ nhíu mày. Hai hắc bào giáp sĩ áp giải Hàng Lập đi theo phía sau, rất nhanh rời khỏi khu thứ chính thân ảnh mấy người biến mất ở cuối hành lang. Bên trong khu thủy chính ầm ầm một hồi xôn xao và về nghị luận việc hàng lật bị bắt. Phía sau đám người, một bóng người đứng lặng lặng nơi này chính là Trần Lâm. Ánh mắt hắn lóe lên, một hồi lâu sau xoay người đi vào gian phòng của mình. Đoàn người thần dương rất nhanh rời khỏi huyện đấu trường, tiến vào Thanh Dương Thành. Phụ thành chủ ở chỗ cao nhất trong Thanh Dương Thành thần dương trói hàn lập một đường bước đi làm người đi đường phụ cận liên tục nhìn chăm chú hàn lập cúi đầu đi ánh mắt chớp động ý niệm trong đầu hắn liền chuyển động ta biết người có thần hồn công kích cường đại bất quá nơi này chính là thanh dương thành người không thể nào chạy thoát đâu người chớ uổng phí khí lực sẽ chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi thần dương từ hồ nhận ra suy nghĩ trong lòng hàn lập cười lạnh nói còn người hàng Lập co rút hư lạnh một tiếng mấy người rất nhanh đi tới phủ thành chủ phủ thành chủ có diện tích khá là lớn cũng không có xa hoa thần dương cũng không thông báo trực tiếp áp giải hàng lập đi thẳng vào thần dương đi một mình ở đằng trước ánh mắt sâu kín từ hồ đang suy nghĩ giải đạo nhân đi theo sau lưng gã cũng không nói một lời thậm chí không thèm quay đầu nhìn hàng lập dù chỉ một cái hai tay hàng lập bị trói ngược ra sau lưng do hai tên giáp sĩ áp giải cứ như vậy một đường đi vào theo thần dương tới ngoài cửa động phủ thành chủ thành chủ đại nhân thuộc hạ thần dương có chuyện cầu kiến thần dương đi tới trước cửa na đóng chặt tiến lên thông báo một tiếng bên trong động phủ không có ai lên tiếng đáp hai phiên đá vẫn đóng chặt cũng không có lấy nửa điểm động tĩnh thần dương khẽ cau mày đang muốn mở miệng một lần nữa nhưng cửa đá vừa dày vừa nặng lại vang lên một hồi âm thanh nặng nề mở vào bên trong vào đi một giọng nói từ bên trong truyền ra thành âm từ hồ có mấy phần không đè nén được sự tức giận thần dương ngoắc ngoắc ngón tay hai tên giáp sĩ đem hạng lập tới trước người hắn rồi cáo lui một tiếng rời đi gã dương mắt nhìn hạng lập khóe miệng nhếch lên một nụ cười thương hại nâng tay đè lên bả vai hàng lập đẩy hắn vào trong đại điện của đồng phủ mấy người đi vào bên trong mới phát hiện ra trong đại điện ngoài trừ thành chủ đỗ dương thanh còn có bốn người khác bốn người này chính là đám người đội trưởng đi săn và dự thành ngồi cùng hộ bí lúc trước bị đỗ thành dương triệu kiến lúc này người mang hắn tới đây làm gì thần dương dẫn hàng lập vào trong mắt Đỗ thành dương lóe ra một tia không vui mở miệng hỏi hồi bẩm thành chủ hôm nay ta đi săn về đúng lúc gặp người này định vượt ngục chạy trốn liền xuất thủ bắt hắn mang tới giao cho đại nhân trừng phạt thần dương ôm quyền thì lễ một cái nói lại cái chuyện này sao đỗ thành dương sau khi nghe xong thì sắc mặt càng trở nên khó coi bốn người kia thấy như vậy liếc mắt nhìn nhau đều có mấy phần sợ hãi Gần đây, canh phòng trong huyện đấu trường từ hồ có chút sơ xuất. Thuộc hạ đề nghị chúng ta gia tăng thêm dân thủ, phòng ngừa chuyện như lần này phát sinh. Lần kế tiếp theo, thuộc hạ chưa chắc có thể gặp may mắn như vậy. Thần Dương chắp tay nói, thanh niên mặc chữ điền đang đứng bên cạnh đổ Thành Dương nghe, thì ánh mắt liếc nhìn thần Dương, trong mắt lóe ra một tia phẫn hận. Phòng thủ trong huyền đấu trường này là do y phụ trách, hạng lập chạy trốn y sẽ bị trách phạt rất nặng. Không sai, chuyện này ngươi làm rất tốt, ghi nhận công lao ngươi. Trên mặt của đội thành dương dù không có cười, nhưng vẫn tán thưởng nói. Thành niên mặc chữ điền sau khi nghe xong, thấy thành chủ không truy cứu chuyện này, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là việc thuộc hạ phải làm, nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui. Thần dương không người nói. Ánh mắt của Đỗ thành dương rơi vào trên người thần dương, thần sắc hơi do dự, quan sát trong chốc lát, sau đó than nhẹ một tiếng nói. Không cần vội, ta vừa vặn có chuyện muốn bàn bạc với người. Thành chủ đại nhân có lệnh, thuộc hạ liền nghe theo sự phân phó của ngài. Thần Dương lập tức nói, đội thành dương vẫy vẫy tay, tỏ ý kêu hắn tiến lên nói chuyện. Thần Dương liền giao hàng lập cho giải đạo nhân trông coi, bước nhanh lên. Buổi sáng hôm nay, hồ bí được phát hiện chết trong phòng mình đội thành dương hạ thấp giọng mở miệng nói thần dương nghe thần sắc bỗng nhiên biến đổi trên mặt đầy vẻ khiếp sợ hổ bi chết là xảy ra chuyện gì không biết bên ngoài thân hắn không có bất kỳ ngoại thương bên trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau chỉ là trong hai lỗ tai đều lưu lại vết máu đội thành dương thấy hắn phản ứng như vậy thì khẽ lắc đầu nói bên trong lỗ tai có vết máu Vậy không phải là bị người độc hại ư? Không đúng. Lấy khí lực của hộ bí, dạng độc dược gì mới có hiệu quả chứ? Thần Dương hoài nghi, không hiểu nói. Tạm thời không có đầu mối, lần này hắn chết. Việc hắn đang làm lúc trước lại bị bỏ trống. Lần này người bắt đào phạm có công lớn, vậy để người thay thế hộ bí đi. Tới chủ trì và la huyết trận lần này, được chứ? Đỗ Thành Dương chậm rãi nói. Đà tạ thành chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện làm chó ngựa theo sự phân phó của ngài thần dương nghe thì mừng rỡ vội vàng ôm quyền nói trước khi tiến hành nghi thức ta cần bế quan một đoạn thời gian công việc bố trí huyết trận tiếp theo cử giao cho người phụ trách còn chuyện hộ bí bị sát hại ta sẽ phái người khác đi điều tra các người tăng cường phòng ngự trong thanh dương thành hết thảy công việc thời gian tới đều lấy và la huyết trận làm chính đi nhất định phải đảm bảo nghi thức tiến hành được thuận lợi. Ánh mắt của Đỗ Thành Dương quét qua mọi người nói, đám người thần dương đồng thời ôm quyền dạ vân. Sau đó thần dương liền dẫn giải đạo nhân, áp tải hàng lập rời đi, không có trở lại huyền đấu trường, mà là trực tiếp nhốt hắn vào địa lao canh phòng sầm nghiêm. Thời gian thoáng một cái đã qua hơn một tháng, trong địa lao tối tăm không chút ánh sáng, cánh cửa nặng nề bỗng từ từ mở ra, hai bóng người đi vào. Lệ đào hữu, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ. Một giọng nói quen thuộc vang chính là của thần dương. Đi theo sau lưng gã, đương nhiên là giải đạo nhân. Đến giờ rồi ư. Hàng lập ngồi trong một góc phòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Thần dương nghe hơi ngẩn ra, sau đó cười nói. Cứ coi là vậy đi. Hạng Lập không nói gì, đứng dậy, vỗ bụi đất trên người, đi trước ra một bước ra khỏi cửa tù. Mỹ tên giáp sĩ thủ vệ bên ngoài lập tức tiến lên, vây Hàng Lập vào giữa. Lùi ra! Thần Dương mở miệng trách mắng. Một đám giáp sĩ lập tức nhường đường. Ngay sau đó, Hàng Lập đi vào trong thông đạo. Thần Dương đi tới trước, sóng vai cùng Hàng Lập đám người giải đạo nhân thì đi theo sau hai người. Lệ Đào Hưởng, chúng ta cũng coi như là quen biết, ngươi còn tâm nguyện gì không? Không ngại nói một chút, có lẽ ta có thể giúp người một tay hoàn thành một hai. khuôn mặt thần dương lộ ra nụ cười có chút trêu chọc nói, ta hy vọng đạo Hưởng tha ta một mạng, đưa ta ra khỏi thanh dương thành, có thể hay không? Thần sắc hàng lập không thay đổi, nhàn nhạt hỏi. Chuyện này sao? Đương nhiên là không được. Bất quá, đạo hưởng nếu nguyện ý truyền thụ công pháp tu luyện cho ta. Ngược lại ta không ngại để cho cụ khôi lỗi này thu lại thi thể người. Ít nhất, không để người trở thành thức ăn trong miệng của lần thú. Thần Dương cười nói. Hàng Lập cười nhạt không nói gì. Mọi người đi dọc theo con đường lót gạch trong lòng núi. Một đường đi xuống, rất nhanh, đi tới một không gian dưới lòng đất, chiếm diện tích không nhỏ kết cấu không gian nơi này từ hồ là một hang động do thiên nhiên hình thành dưới đất. Chưa đi vào trong đó, đã có một trận khí tức khô nóng hỗn tạp mùi vị ngai ngái truyền đến, khiến cho Hàng lộc không tự chủ được, cầu mũi một cái. Hàng Lập đi vào bên trong, liền thấy trong hang kiến tạo một tòa thạch đài cổ quái, tương tự ngôi sao năm cánh. Chùa vị của thạch đài này lớn cỡ mấy chục trượng, cao hơn mặt đất ba thước, chỗ trung tâm có hai lỗ hỏng sâu cỡ một thước. Năm đỉnh nhọn ở xung quanh đều có một đài tròn cao tới sáu thước. Trên đài tròn có khả một viên thú hoạch to cỡ năm đấm. Bề ngoài thú hoạch sáng bóng trong veo. Bất ngờ tất cả đều là thú hoạch địa cấp có phẩm chất cực tốt. Giờ phút này, Đỗ Thanh Dương và bốn tên đội trưởng đều đứng ở cạnh thạch đài, từ hồ đang đợi bọn họ tới. Dương 882 Ngươi làm gì vậy? Người dịch Lạc Đinh Đan, biên dịch Động Hành Thành chủ đại nhân, người đã tới Thần Dương dẫn đầu tiến lên một bước, cùng kính thi lễ nói Lúc này đội Thành Dương đã thay một thần hồng bào mới tinh, liếc nhìn Thần Dương, khi khái uy nghiêm gật đầu Tên đại hán đầu trọng lập tức đi lên phía trước, đẩy hàng lập lên bệ đá, tiến vào chính giữa lộ khảm hai chân hạng lập vừa bước vào đã cảm thấy dưới chân có vài phần dính nhớp cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trong lỗ khảm có một chút chất dính màu đen thoạt nhìn giống như huyết tương màu đen tích lại qua năm này tháng khác tuy những huyết tương này dính dính nhưng không hề hôi thối chỉ là tản ra một mùi tanh nhàn nhạt, vào trận đi sắc mặt đội thành dương nghiêm lại ra lệnh một tiếng mấy người thần dương lập tức phi thân lên chìa nhau rơi xuống năm đài tròn. Mà chính y cũng chậm rãi đi tới bề đá, tới chính giữa lộ khảm khác, đối mặt với hàng lập rồi khoanh chân ngồi. Tùy thần sắc trên mặt hàng lập không thay đổi, nhưng trong lòng thì trùng xuống, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Bắt đầu đi! Đỗ Thành Dương tiếp tục nói, đám người thần dương tuân lệnh, nhào nhào khoanh chân ngồi, cũng không thấy được đọc pháp quyết gì, chỉ là tất cả đều nâng một tay, nhấn vào miếng thú hạch địa dai. Bản thân thì vận chuyển lực lượng tinh thần trong người. Một hồi âm thanh ông ông vù vù như có như không vang lên. Toàn bộ bề đá theo đó hơi hơi rung động. Ngay sau đó chỉ thấy thú hạch trước người của năm người liên tục sáng lên hào quang. Từng đợt chấn động mạnh mẽ truyền ra từ bên trong. Từng sợi lực lượng tinh thần nhẹ nhẹ cũng theo đó tuôn ra thuận theo từng đường vân khắc trên bề đá, tập trung chạy về lộ khảm phí hàng lập. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, tầng huyết tương màu đen dính nhớp dưới người hàng lập, sau khi hòa nhập với từng sợi lực lượng tinh thần, đột nhiên bắt đầu phun trào ung ục như nước suối. Chạy dọc theo mắt cá chân hàng lập, bao cả người hắn từ eo trở xuống. Trong miệng hàng lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, lập tức cảm thấy cả người khô nóng khó chịu máu tươi trong người giống như sôi trào. chân linh huyết mạch đã lâu không cảm thấy bạo động liền hiện ra. Thịnh 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 thịt. Hắn cảm thấy tim đập rộn, miệng đắng lưỡi khô. Muốn giải dụ, nhưng trên người giống như bị đổ chì nặng nề không thể nào động đậy được. Sơn nhạc cử viên, ngân xí lôi bằng, thành loan, hỏa phượng. Bên ngoài cơ thể hàng lập, từng đợt hư ảnh mông lung bắt đầu không bị khống chế hiện ra, khiến cho người xem hoa mắt. Đỗ Thành Dương ngồi đối diện hắn thấy một màn như vậy, càng thêm vui mừng, tròn mắt hiện ra vẻ kinh hỷ tham lam. Không thể ngờ, chân linh huyết mạch trong người ngươi lại phong phú đa dạng đến như vậy. Không uổng công ta nhẫn nại lâu như vậy, rất tốt rất tốt. Đỗ Thành Dương cười hăng hắc, không nhịn được, mở miệng nói. Lòng mày hàng lập nhíu chặt, nghiến răng không mở miệng nói một câu. Đúng lúc này, thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, đột nhiên cảm thấy trong người một trận khốn cùng. Hắn vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới lỗ khảm còn có một rãnh máu liền thông về phía đổi thanh dương ở đối diện. Máu tươi trong người hắn lúc này giống như đang bị hút ra từng giọt từng giọt, thuận theo rãnh máu chạy về phía đối diện. Nhưng huyết dịch chạy tới dưới thân đội thanh dương, lập tức như nước suối nhân trào, hóa thành một tầng màng sáng huyết sắc hình tròn, bao phủ y vào trong. Trong miệng độ thanh dương phát ra một tiếng gầm nhẹ đè nén. Hai tay nắm quyền thu lại bên người. Hai mắt dần hóa thành màu đỏ máu. Ngược lại lông mày hàng lập càng nhăn chặt, cảm giác khốn cùng trong người càng nặng hơn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng chân linh huyết mạch làm bạn với mình nhiều năm, đang bị rút đi từng chút một. Tiếp tục như vậy, đừng nói là chân linh huyết mạch, mà ngay cả tính mệnh cũng không có giữ được. Nếu đã tới tình cảnh này rồi, cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần thôi. Trong lòng hàng lập thở dài một tiếng, tầm niệm vừa đồng, trưởng thiên bình nuốt trong bụng từ đảo ngược. Chất lỏng màu đỏ như máu trong bình tuôn ra, dung nhập vào trong người hắn. Cờ hồ trong nháy mắt, làn da hàng lập bị hấp chín nhiều cua, biến thành một màu đỏ máu. Bên ngoài cơ thể hắn bắt đầu có từng sợi sương mù màu hồng phấn toát ra đỗ thành dương đang chìm trong cảm giác thoải mái khi chân linh huyết mạch nhập cơ thể khoe mắt liếc qua một mạng này cũng chỉ cho là dị tượng khi huyết dịch trong người hàng lập bỗng chốc bốc hơi khô nên không có để ý không bao lâu sau hai mắt hàng lập trợn ngược làn da bên ngoài giống như bị nứt nẻ hiện ra từng vết rạn như mai rùa nhưng bên trong cũng không thấy chút máu nào tuôn ra Giờ phút này trong cơ thể hắn, chân linh huyết mạch khác coi như an ổn. Chỉ có huyền vũ huyết mạch trở nên sao động không thôi, như thủy triều không ngừng trào lên trong huyết quản của hắn. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Trước đó đã từng trải qua, vậy nên vẫn có thể nhìn được. Dù như vậy, món tươi của hắn chạy ra ngoài vẫn không có chút dấu hiệu dừng. Ngược lại vì huyết dịch bắt đầu khởi động, khiến rảnh máu kia theo đó càng nhanh hơn chạy vào trong lỗ khảm ở đối diện. Nhưng mà khi những huyết dịch này bắt đầu hòa nhập vào cơ thể của đội thanh dương, đôi mắt y lập tức trợn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Màn huyết sắc bao phủ bên ngoài cơ thể y, không ngờ lúc này cũng giống như sôi trào. Bên ngoài có từng bong bóng khí huyết sắc bắt đầu bốc lên ủng ục Trong miệng của đội thanh dương phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lúc này cảm thấy mạch máu trong người tính cả huyết dịch vốn là của y cũng bắt đầu bạo động kịch liệt trình độ cuồng bạo gấp trăm lần so với trong cơ thể hàng lập lấy khí lực mạnh mẽ của y cũng cảm thấy giống như bị xé nát trong miệng đội thành dương phát ra một tiếng hét to hai tay mạnh mẽ hợp lại trước người xương cốt toàn thân rung động đùng đốt hơn 200 chỗ huyền khiếu quanh người liền tiếp sáng. Bên ngoài da thịt toàn thân cũng theo đó hiện ra một tầng bạch quang mờ ảo, dưới tầng bạch quang này bao phủ huyết dịch cuồng bạo trong cơ thể từ hồ tạm thời bị áp chế không bảo thể mà ra y chỉ nghĩ chân linh huyết mạch này vốn cuồng bạo không biết là do chất lỏng đỏ sậm từ cái bình hàng lập ăn vào quấy phá thời gian trôi qua tốc độ xói mòn huyết dịch trong người hàng lập không những không chậm lại ngược lại càng ngày càng nhanh sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch thần quang trong hai mắt có chút tan rã đối diện. Đỗ Thành Dương cắn chặt hàm răng, nhìn đủ là biên hóa của hàng lập phía đối diện. Trên mặt dự tận lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Trong người một tên nhân tộc lại có thể dung nạp nhiều chân linh huyết mạch như vậy, mà vẫn có thể khiên chúng ở chung hài hòa. Thật đúng là không dễ. Lúc đầu, muốn ném người vào trong huyền đấu trường, thông qua chiến đấu chém giết, lần lượt, để mà giả tính của chân linh huyết mạch trong người người ăn mòn một ít không nghĩ tới vẫn cuồng bạo như trước đỗ thành dương nghiến răng nói sắc mặt hàng lập càng khó coi hơn cả người giống như bị rút hết sức sống căn bản là vô lực nói chuyện với y hắn chỉ có thể dựa vào một chút bản năng đồng thời vận chuyển đại chu thiên tên nguyên công và vụ hóa phi thăng công muốn dùng lực lượng tinh thần giữ lại một chút huyết dịch đang chạy ra ngoài nhưng mà hiệu quả lại cực nhỏ chẳng qua và lúc này thì dị biến phát sinh. Chỉ thấy tầng hào quang mờ ảo bên ngoài cơ thể của Đỗ Thành Dương lấy lên. Một hương ảnh sơn nhạc cự viên hiện ra, hai tay đấm ngực cuồng bạo. Bên kia, một hương ảnh thanh loan giải dụa bay ra, ra sức bay lên trời. Một bên kia, lại có tia sáng trắng sáng lên. Một hương ảnh lôi bằng điện quang quấn quanh, giống như muốn thoát ra. Hương ảnh chân lên trước đó xuất hiện bên ngoài cơ thể hàng lập lúc này đều lơ lửng hiện ra ngoài thân của đội thanh dương nhưng khác với trạng thái tương đối vững vàng của hàng lập bên này hiện giờ toàn bộ hư ảnh chân linh đều trở nên cực kỳ cuồng bạo hai mắt đội thanh dương bỗng nhiên trợn toàn thân truyền ra từng đợt lực lượng xe rách vô cùng cường đại ngay cả y cũng không nhịn được phát ra một tiếng gào thét run trời cùng lúc này làn da ngoài thân y cũng hiện ra từng đường vân rạng giống hàng lập chẳng qua thứ không giống là trong vết rạn của y đều là màu đỏ máu. Đúng là làn da bị xé ra từng đạo vết thương cực nhỏ mà dày đặc. Từng sợi huyết dịch đỏ thẫm chảy ra thành dòng, trong nháy mắt đã ướt sũng quần áo của y. Năm người thần dương xung quanh thúc giục đại trận thấy như vậy, thần sắc trên mặt đều biến đổi, không biết phải làm sao. Không được ngẩn người, nhanh, dùng toàn lực vận chuyển đại trận, trợ giúp cho thành chủ đại nhân hấp thu huyết mạch. Thần Dương bỗng cất cao giọng quát một tiếng, mấy người còn lại nghe, thần sắc hơi bình tĩnh, bàn tay nhấn lên thủ hoạch trước người, dùng toàn bộ lực lượng tinh thần quán chú vào bên trong. Nhưng vào lúc này, khóe miệng thần Dương đột nhiên lộ ra một vòng tươi cười quỷ dị, nâng một quyền lên, mạnh mẽ đập xuống thủ hạch phía trước người mình. Phanh, một âm thanh vang lên, miếng thú hạch địa gia kia phát ra tiếng vỡ vụn, lực lượng tinh thần màu trắng lập tức vang ra tự tán như khói bụi trong không trung. Thần Dương điểm bụi chân một cái, lướt ra sau. Một màn phát sinh này quá đột ngột, đến mức khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, toàn bộ già la huyết trận đột nhiên mất cân bằng. Một hồi hào quang rung động mạnh, từ trong liền truyền ra một cỗ lực lượng xe rách vô cùng cường đại. Mọi người trong đại trận giống như bị cổ lực lượng này giam cầm, ai cũng không thoát được. Thần Dương, Ngươi làm gì vậy? Đỗ Thành Dương thấy như vậy thì giận tím mặt nói. Thành chủ đại nhân không có gì, chỉ là thoáng cải biến một chút và la huyết trận của ngài thôi. Về phần hiệu quả ra sao thì ngài phải tự mình kiểm nghiệm rồi. Thần sắc thần dương không thay đổi, vừa cười vừa nói ra. Y vừa nhức lời, một trận âm thanh gió hô đột nhiên sinh ra. Màn sáng huyết sắc bao phủ bên ngoài cơ thể của Đỗ thanh dương, mạnh mẽ khuếch trương hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Trong nháy mắt, ba phụ lấy toàn bộ già la huyết trận, toàn bộ mấy người bên trong cũng bị bao phủ vào trong. Bốn người đại hắn đầu trọng nhìn thấy tình hình không ổn, cũng muốn rời khỏi pháp trận, nhưng đã chậm. Bàn tay của bọn hắn bị miên thú hạch trên mặt đất gắt gao hấp thu, cả cánh tay gần như đều biến thành màu đỏ móng. Cùng lúc này, trên người bọn chúng cũng nổ phanh phanh không thôi. Từng huyền khiếu liên tiếp sáng, lực lượng tinh thần trong cơ thể cũng giống như huyết dịch trong người, không kìm được bị vòng xoáy huyết sắc hấp thụ. Tình huống của đội thành dương trong đại trận cũng như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn mấy người khác. Nhưng tù vị của y cao hơn, ngược lại có thể chống cự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không làm nên chuyện gì. Lúc này hai mắt y một đồng... lúc này hai mắt y một màu đỏ máu, khoe mắt giống như có huyết lệ chảy ra, trong lòng càng phẫn hận không thôi. chương 883, điên cuồng hấp thu, người dịch, độc hành. Cũng không xa biệt lắm. Thần Dương nhìn hai mắt đỏ như máu của Đỗ Thành Dương tự lẩm bẩm một tiếng. Gã vừa nhất lời và dạ la huyết trận quả nhiên lại nổi lên ít biến hóa. Theo một trận âm thanh nhẹ vang, vòng xoay huyết sắc và phụ huyết trần đang xoay tròn, bỗng nhiên ngừng lại một cái, tiếp theo chợt đảo chiều. Huyết khí lúc trước chạy vào trong cơ thể Đỗ Thành Dương, nhanh chóng theo hạ lộ khảm rảnh máu, chạy ngược trở về hàng lập bên này. Huyết tương đậm đặc trong hối lỏng dưới thân, sau khi huyết khí này chạy vào, nhanh chóng sôi trào. Hàng lập cảm thấy thân thể dường như bị đốt cháy, dạ dẻ dạ cả người biến thành màu đỏ, cả người nóng rang vô cùng. Trên người liền nứt ra giống như đường vân trên mai rùa, bắt đầu hiện ra từng vết sáng đỏ như nham tương. Huyết dịch vốn chỉ bao phủ nửa dưới thân người hắn, theo đó làn tràn trước lan đến ngực, tiếp theo lên tiếp cổ, cuối cùng ba bọc cả người hắn vào bên trong, hóa thành một huyết sắc đại kén. Cổ huyết khí này đột nhiên tràn vào, còn mang theo lực lượng tinh thần của đội thành dương và năm người kia. Năng lượng ẩn chứa trong đó quá mức khổng lồ. Nếu không có thần thông tiên linh lực phụ trợ, thân thể hàng lập làm sao có thể tiếp nhận. Từng tiếng gầm nhẹ mơ hồ không rõ từ trong huyết kén không ngừng truyền ra. Hàng Lập cảm thấy từng cổ lực lượng không ngừng xông loạn trong thân thể mình, khiến cho tứ chi bách hài, thậm chí là cả kỳ kinh bát mạch đều phồng lên, đầu lâu cơ hồ muốn vỡ tung ra. Loại đau đớn này, so với lúc rèn luyện trong hoang cốt lôi trì, thì cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Hạng Lộc không cho phép suy nghĩ gì, chỉ theo bản năng, miệng cưỡng duy trì một tì thần niệm còn sót lại trong thần thức, bảo vệ thức hải, tránh để hoàn toàn bất đi ý thức. Thời gian từng chút một trôi qua, Hàng Lập cắn răng chịu đựng, những người khác cũng đồng dạng như vậy. Cho tới bây giờ, Đỗ Thành Dương vẫn cố gắng chịu đựng, không cam lòng buông tha. Gã cũng giống vậy, cắn răng kiên trì, chờ Hàng Lập không nhịn được bạo thể mà chết. Đến lúc đó, gã liền có cơ hội thu về lực lượng huyết mạch vốn thèm thuồng từ lâu. Chỉ cần mình chống đỡ tới lúc đó, tên thần Dương kia dám can đảm phản bội ám hại mình nhất định phải chết so với tên lệ phi vũ này còn thê thảm hơn. Thần Dương đã sớm mang giải đạo nhân lùi vào bên vách hang động. Lúc này sắc mặt y cũng giống như âm tình bất định. Trên trán thỉnh thoảng có mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Trên thực tế y cũng đang chờ. Chờ hàng lập bào thể mà bà chết tạo ra cổ anh tạc to lớn. Dưới cổ lực lượng này, mấy tên đội trưởng không cần nói. Nhất định chính là kết quả chết không toàn thây. Còn đội thanh dương, mặc dù hắn sẽ chết tại chỗ, nhưng nhất định sẽ bị thương nặng. Khi đó còn không phải mặc cho y xử trí hay sao? Chỉ có điều chính bản thân hàng lập còn có đội thành dương, biểu hiện hôm nay cùng sức nhẫn nại, làm cho y có chút tâm thần không yên. Hôm nay y hành động như vậy, hiện nhiên đã nhất toàn lực. Một khi thất bại, kết quả chờ đợi y là gì, y không muốn suy nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Mà thần sắc trên mặt giải đạo nhân Vẫn không chút gần sóng hay sợ hãi Thậm chí Ánh mắt nhìn về phía trước Có mấy phần trống rỗng Từ hồ hết thảy trước mắt Không quan hệ gì tới gã Cũng không biết đang suy nghĩ gì Theo trung tâm huyết sắc đại kén bành trướng lớn Hàng lập bên trong Thân hình theo đó cũng phồng lên Cả người giống như bị thổi đầy khí Phồng lớn lên gấp bội Từ hồ một khắc sau Hắn không nhìn được sẽ nổi tung nhưng vào lúc này chính giữ huyết lực cuồng bạo từng đào hư ảnh chân linh lần nửa nổi lên cũng không trốn ra bên ngoài mà từng đầu dung nhập vào trong cơ thể của hàng lập không tốt đã xảy ra chuyện gì từng tiếng kêu vang bốn tên đội trưởng bị nhà la huyết trận bám vào vững chắc khi huyết cả người lúc này bắt đầu điên cuồng rót ngược lại chạy tới hướng hàng lập bên kia chỉ chốc lát sau gò má bọn hắn bắt đầu hõm vào về tốc độ mắt thường có thể thấy được. độ Thành Dương ở trung tâm pháp trận thấy như vậy, rốt cuộc không dám ôm chút hy vọng nào. Nếu tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ là gã hút máu không được, ngược lại có khi bị hàng lập hút khô cả người. Chị nghe trong miệng gã quát to một tiếng, huyền khiếu quanh thân liên tục sáng lên lung đốn, so với lúc đầu thể hiện ra hơn 200 chỗ, rốt cuộc nhiều hơn tới mấy chục. Hơn nữa, chủ yếu đều tập trung ở vùng eo và trên hai cánh tay. Chỉ thấy gã nâng lên một quyền, đầu quyền hội tụ tinh thần lực kịch liệt, toát ra trần trần ánh sáng tinh thần loa mắt, đột nhiên đấm xuống tế đàn. ầm um, một tiếng vang thật to. Toàn bộ già la huyết trận, kể cả toàn bộ hang động dưới đất, tất cả đột nhiên chấn động một cái, nhưng không có sụp đổ. Chuyện lần này xảy ra hiển nhiên không nằm ngoài dự đoán của đội thanh dương. Bởi vì thiết kế trận này ban đầu đã cân nhắc đến công kích bên ngoài có thể làm huyết trận vận chuyển bị cắt đứt. Cho nên, xây dựng vô cùng vững chắc, cho dù chính là gã cũng không cách nào một kích phá hư. Chỉ là gã vạn vạn lần không nghĩ tới, thần dương lại đột nhiên phản bội. Từ bên trong lặng lẽ sửa đổi huyết trận, để cho trận này vốn tưởng rằng không sợ hở chút nào. Ngược lại hôm nay là khiến bản thân tự mua dây trói mình. Một tiếng vang liên tục, dư âm chấn động lan tràn một cổ lực phản chấn cường đại đánh lên, đánh úp về phía Đỗ Thanh Dương, làm thân thể hắn đột nhiên chấn động mạnh, lùi về sau huyết trận một chút. Giữa không trung, Đỗ Thanh Dương lại đánh tiếp một quyền, cường ép cắt đứt liên lạc giữa mình và già la huyết trận. Phốc một tiếng, Đỗ Thanh Dương phun ra một ngụm máu tươi, nơi ngực bị lõm sâu vào, thân thể hắn té ngã ra ngoài, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi huyết trận khống chế. Gã vừa thoát đi, còn lại bốn đội trưởng không người chỉ sẽ áp lực đại trận, tự nhiên càng không cách nào chống đỡ được. Một tiếng kêu không thảm thiết truyền đến, bốn người liên tiếp nổ tung, bắn ra bốn đoàn máu tươi đỏ thẫm. Đỗ Thành Dương ổn định thân hình, lòng vẫn còn sợ hãi, liếc qua kết quả thê thảm của bốn người kia, trong lòng càng giận dữ tới cực điểm. Thần Dương, nạp mạng đi! Trong miệng gã quát to một tiếng, không thèm để ý đến thường thế trên người phóng qua bên kia. Hổ bệnh sắp chết, là còn dám dương oai. Thần Dương thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng. Lời nói y tuy ung dung, nhưng mà thần sắc ngưng trọng dị thường. Hai quả đấm nắm chặt, quanh thần sáng lên huyền khiếu, nghênh đón đổ thành Dương. Bỗng nhiên, hàng lập bên trong huyết kén, phát ra một tiếng thét dài. Toàn bộ lực lượng ẩn chứa bên trong già la huyết trận, bắt đầu cấp tốc co rút điên cuồng nhập vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, cả người nhìn giống như huyết cầu tròn vo. Đường vân mai rùa bên ngoài thân cũng hiện ra rất nhiều vết rách, nhìn sắp vỡ ra. Vậy mà lúc này ngoại trừ giải đạo nhân ai cũng không chú ý tới. Bên trong ngực hàng lập bỗng nhiên sáng lên màu xanh lá cây nhìn không có rõ. Từng cổ lực lượng tinh thần cường đại tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bị trưởng thiên bình hút vào cuồn cuộn không ngừng chỉ còn lại dự khí huyết cường đại, không ngừng xông phá trong cơ thể Hàng Lập. Lúc đầu Hàng Lập vốn đã sắp đánh mất thần trí, lúc này mới cảm thấy lực lượng hầu như muốn làm nứt vỡ thân thể hắn, giảm bớt rất nhiều. Trong đầu hắn khôi phục thành mình, chỉ thoáng dừng một chút, sau đó bắt đầu vận chuyển hết sức vụ hóa vì thành công, điên cuồng thu nạp lực lượng khí huyết và tinh thần đang xông lên trong người. Nhờ trưởng thiên bình hút bớt đi lực lượng tinh thần lúc này hàng lập thu nạp không còn trở ngại. Những lực lượng khi huyết ngoài trừ bên thân năm người đổ thanh dương, hỗn tạp hơn chính là chân linh huyết mạch của hắn. Cho dù khó khăn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng có thể thu nạp thuận lợi. Chờ hai cổ lực lượng này bắt đầu dung nhập vào trong người, thân thể bành trướng của hắn liền bắt đầu chồng rãi co rút. Cùng lúc này, trên hai chân hắn lan tràn qua một tầng bạch quang mông lung. Từng cổ lực lượng tinh thần bắt đầu ngưng tụ xuống hai chân hắn. Bùng, một thanh âm vang, một chỗ huyền khiếu trên chân trái bỗng nhiên mở rộng. Ngay sau đó lại bụp một tiếng vang nhỏ. Trên đùi phải Lại có một chỗ huyền khiếu đột nhiên mở ra. Sau đó là liên tục vang lên hai tiếng. Trên dưới hai đùi hàng lập liên tiếp có hai huyền khiếu sáng lên hào quang. Đến lúc này vụ hóa phi thăng công của hắn rốt cuộc đã đại thành. Hai chân, 18 chỗ huyền khiếu đã quán thông toàn bộ. Giải đạo nhân ở xa xa nhìn xem một màn này, thần sắc vốn đỡ đẫn liền hơi đổi, trong mắt cũng hiện ra một vẻ khó tình. Huyền khiếu liên tiếp quán thông, đối với hàng lập vốn là sự tình đại hỷ, thế nhưng trùng hợp là đến giờ phút này lại có chút phiền phức. Bởi vì vụ hóa phi thành công cũng giống như đại chu thiên tình nguyên công, một khi tu luyện viên mãn sẽ không cách nào tiếp tục thúc đẩy huyền khiếu thông suốt số lượng huyền khiếu cũng liền dừng ở 54 chỗ. Không cách nào thu nạp lực lượng tinh thần và khí huyết, cũng chỉ có thể ứ động, tồn tại trong người hắn không có chỗ để đi. Mà lúc này hai loại lực lượng trong già la huyết trận cũng đều chưa tiêu hao toàn bộ, đang không ngừng tuôn trào vào trong người hắn. Thân thể của hắn có thể tiếp nhận được hai cổ lực lượng khổng lồ, không cách nào nói rõ này hay không thì vẫn chưa biết được. Bên kia tiếng nổ vang mạnh liệt quanh thân thần dương sáng lên hơn 130 đoàn huyền khiếu, nhưng vẫn bị đội thành dương vững vàng áp chế. Cốt giáp trắng như tuyết trên người y đã bị nén nứt ra, xuất hiện ra đạo đạo vết rách bắt mắt. Giờ phút này trong lòng cô đội thanh dương cũng không ngừng kêu khổ. Thường thế bên trong cơ thể cũng không phải là không nặng, chỉ là bị gã cường ép áp chế. Một khi chống đỡ không được sẽ lập tức chuyển biến xấu, hậu quả thiết tưởng là không có chịu được một âm thanh lại tiếp tục vang. Trên cánh tay của Đỗ Thành Dương dày đặc huyền khiếu, nhào nhào sáng lên hào quang. Một quyền đánh tới, đập vào hai tay đang giao nhau đón đỡ của Thần Dương, vang lên một tiếng két thanh thúy. Hai cánh tay Thần Dương lập tức đứt gãy, toàn bộ cơ thể y bị cổ đại lực này nền bay ra ngoài, lặn trên mặt đất mười mấy vòng, ầm ầm đâm vào vách tường của hang đồng. Rớt xuống dưới, tay y chống trên mặt đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu sớm đã thấy tiểu tượng người về sau sẽ phản. Quả nhiên, chẳng những dấu kín thực lực chân chính là còn mua toàn hại ta, thật là đáng chết. Đỗ Thành Dương không lập tức đuổi theo, mà đứng nguyên tại chỗ âm thầm áp chế thường thế trong người, nhìn thần Dương lạnh giọng nói. Tại hạ có chết hay không? Chỉ sợ hôm nay đã không còn do thành chủ đại nhân người làm chủ A. Thần Dương lau vết máu trên khóe miệng, cười lạnh nói kết thúc tập truyện phạm nhân tu tiên chi tiên giới thiên cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé